Vân Anh xin kính chào quý vị khán thính giả của VNTV. Thưa quý vị, trong chương trình thông báo sinh hoạt cộng đồng ngày hôm nay, một lần nữa chúng tôi xin mời quý vị gặp gỡ với hai khuôn mặt rất là quen thuộc của chúng ta, đó là thầy Vũ Hoàng và thầy Nguyễn Văn Khoa từ ban đại diện các trung tâm nữ Nam California và mới đổi tên trong năm nay đó là Liên hiệp các trường Việt ngữ hải ngoại, để cùng giới thiệu và kêu gọi quý vị các thầy cô tham dự khóa huấn luyện và tốt nghiệp sư phạm năm 2022 kỳ thứ 33. Trước hết, Vân Anh xin chào thầy Hoàng và thầy Khoa. Dạ vâng, kính chào cô Vân Anh và kính chào thầy Khoa. Kính chào quý thính giả của Đài Việt Đô TV. Vâng, tôi cũng rất là hân hạnh được cô Vân Anh mời anh em của chúng tôi đến đây để thưa với quý khán thính giả một cái chương trình hết sức là đặc biệt, và xin được kính chào quý khán thính giả của Việt News TV vùng San Diego và những cái vùng lân cận khác ạ. Vâng, thưa quý vị, hàng năm khi mà các em học sinh được nghỉ hè 3 tháng hè thật là thoải mái, thì các thầy cô trong ban đại diện các trung tâm Việt ngữ Nam California, mà tên mới bây giờ là Liên hiệp các trường Việt ngữ hải ngoại, rất là vất vả để mà tổ chức cho khóa huấn luyện và tốt nghiệp sư phạm lần này đã là lần thứ 33. Thì trước khi đi vào chi tiết cho khóa huấn luyện và tốt nghiệp sư phạm lần này, quý thầy có thể một cách rất là khái quát giới thiệu sơ qua về sự hình thành và phát triển của Liên hiệp các trường Việt ngữ hải ngoại, thưa các thầy. Và thưa cô Vân Anh và thưa quý khán thính giả, đây là một cái nỗ lực kéo dài, không phải cá nhân của một ai cả, nhưng đây là một cái tập thể của người Việt tị nạn cộng sản đã rời bỏ nước ra đi coi như là 40 năm qua. Thì cái sự hình thành này cũng đã được hình thành ngay khi mà cái người Việt mình có mặt tại Hoa Kỳ đã có nhen nhúm những cái mơ ước làm sao để con em của chúng ta khi lớn lên cũng có thể nghĩ về đất nước, về quê hương và biết được cái quê hương đất nước của chúng ta như thế nào, và đồng thời cũng từ ở đó các em có thể hiểu được cái văn hóa, hiểu được cái ngôn ngữ của người Việt của chúng ta, là một cái dịp nối kết giữa cái người cha mẹ ông bà với lại chính cá nhân người đó. Đó là những cái suy nghĩ mà những người đi trước như chúng ta ở đây đã nỗ lực làm việc trên 30 năm qua, riêng gọi là các trung tâm Việt ngữ đã diễn ra như vậy. Và đó là những cái đóng góp phải nói rằng nó kéo dài. Mà đến giờ này quý khán giả cũng phải hãnh diện mà nói rằng cái tiếng Việt nó không phải chỉ trong cái cộng đồng Việt Nam của chúng ta, và không phải chỉ cho những thầy cô mà chăm lo cái tiếng Việt ở trong cộng đồng Việt Nam, mà chúng ta đã đưa tiếng Việt vào trong hệ thống giáo dục của Hoa Kỳ. Và rất nhiều những cái học khu, rất nhiều những cái tiểu bang cũng đã nối kết với chúng ta để mà đưa tiếng Việt vào, để mà giảng dạy cho con em chúng ta tại trong hệ thống giáo dục công lập của Hoa Kỳ, đã thưa cô Vân Anh. Dạ thưa thầy Vân Anh, được biết đó là trong năm vừa qua thì chúng ta đã đổi tên từ ban đại diện các trung tâm Việt ngữ Nam Cali thành Liên hiệp các trường Việt ngữ hải ngoại. Xin hai thầy có thể cho biết về cái chi tiết này, là tại sao chúng ta phải đổi tên như vậy, và với cái tên mới này thì sẽ có những cái sinh hoạt mới như thế nào, sẽ có những cái làn gió mới như thế nào, thưa hai thầy? Phải nói rằng đây là một cái công việc làm do cái sự thúc đẩy của các cái thầy cô mà đang giảng dạy Việt ngữ ở khắp nơi trên thế giới. Như cô Vân Anh cũng đã biết, và như các thầy cô cũng đã một số biết, và cộng đồng Việt Nam của chúng ta các nơi cũng đã biết, cái tiếng Việt của chúng tôi, như chúng tôi vừa thưa đó, nó phát triển rất rất là mạnh. Mạnh không phải là chỉ trong cộng đồng của chúng ta, mà do cái nhu cầu phát triển một cái ngôn ngữ mà đứng hàng thứ 16 trên thế giới về cái số lượng người tham dự, nếu mà tính cả Việt Nam nữa. Do đó cái tiếng Việt nó được phát triển mạnh lắm, rất là mạnh. Do đó một số những cái trường ở những cái quốc gia khác như bên Âu Châu, ở bên Á Châu, bên Nhật, bên Đại Hàn, ngay cả bên Đại Hàn cũng vậy nữa, mặc dù không có chính thức một cái lực lượng tị nạn ở trên đó, nhưng mà các vị mà đã lập gia đình với người gọi là Nam Hàn, họ ta cũng có cái tha thiết muốn mở những cái lớp tiếng Việt dạy cho con em của chúng ta. Do đó tiếng Việt cũng đã có mặt ở đó. Tất cả những thầy cô ở những quốc gia khác có một cái mơ ước là chúng ta liên kết với nhau để mở ra một cái sinh hoạt Việt ngữ nó có thể cách tổ chức hơn. Đó là lý do mà chúng tôi đã hình thành ra cái đổi một cái tên, không phải là ban đại diện các trung tâm Việt ngữ Nam California nữa, mà nó trở thành Liên hiệp các trường Việt ngữ hải ngoại, tức là tiếng Anh nó kêu là Union Overseas Vietnamese Language Schools. Thì đó là cái tên chính mà muốn tập hợp tất cả các cái thầy cô lại. Và tôi nghĩ đây cũng là một cơ hội rất là vui, được cái sự hưởng ứng rất là nhiệt thành của các thầy cô ở các nơi đấy ạ. Thì bây giờ Vân Anh xin mời hai thầy có thể cho quý vị khán giả cũng như là các thầy cô được biết về cái chi tiết về khóa tu nghiệp của chúng ta sắp tới.
Dạ thưa vâng, khóa tuyển sư phạm năm nay thì chúng tôi như cô Vân Anh vừa mới nói là chúng tôi tổ chức vào trong 3 ngày cuối tuần của tháng 8 là 12, 13 và 14 tây. Thì công việc thì chúng tôi lo thì hàng ngày đó, thì bây giờ hiện giờ thì cái số thì cô đã ghi danh nói là đông thì cũng không không đông lắm, cô khoảng chừng 100 thầy cô đã ghi danh. Nhưng mà các thầy cô của mình thì lúc nào cũng chờ đến cái phút chót rồi các thầy cô mới chạy nước rút. À, cái đó là thường xuyên mỗi năm đều như vậy tất cả. Thành thử ra tôi cũng lo nhưng mà tôi không có lo lắm, bởi vì tôi biết thế nào chúng tôi cũng có một con số thầy cô mà chúng tôi mong muốn. Và cái khóa tổ nghiệp trước 3 ngày đó thì ngoài có những cái 30 cái đề tài đó, có lẽ là chúng nữa thầy khoa sẽ nói rõ về những cái đề tài mà trong cái khóa học ngày hôm nay. Còn ngoài ra thì các thầy cô sau khi mà ghi danh thì các thầy cô nào ở xa thì chúng tôi lo tất cả những cái chỗ ăn, chỗ ở cho tất cả các thầy cô. Các thầy cô không phải lo một cái gì tất cả. Dạ vâng. Vâng, tiếp lời với thầy Vũ Hoàng và thưa với lại cô Vân Anh và thưa quý khán thính giả, phải nói rằng tu nghiệp sư phạm chúng tôi đã tổ chức chính thức là 32 kỳ rồi, và bây giờ kỳ này kỳ thứ 33. Mà ngoài ra chúng tôi có tổ chức những cái khóa mà riêng lẻ cho một số những địa phương khác nữa. Thì với cái sự gọi là cái kinh nghiệm như thế thì chúng tôi nghĩ rằng mỗi một lần tổ chức là mỗi một lần chúng tôi lại thêm một cái gì mới mới. Thì chúng tôi bảo đảm với quý thầy cô là khi đến tham dự là quý thầy cô không có phải lo bụng đói và cũng không lo về khát nước nữa. Thành ra tất cả chúng tôi chuẩn bị từ sáng 7 giờ sáng đã có đồ ăn, đồ uống và cho đến kéo dài cho đến nếu mà là thứ sáu thì là tới 9 giờ mới kết thúc, và đến thứ bảy là phải tới 10 giờ mới kết thúc qua một cái bữa tiệc gọi là ăn buổi tối. Và chúng tôi coi đó là một cái đêm sinh hoạt văn hóa, tức là khi mà ăn uống chúng ta vẫn có thể lồng vào trong đó những cái ý nghĩa của cái khóa tu nghiệp sư phạm nữa. Thì và từ đầu giờ trong ngày cho đến cuối giờ cho cái ngày hôm đó thì tất cả chúng tôi đều lo cái vấn đề ăn và uống cho các thầy cô. Và đối với những thầy cô ở xa thì đã có khách sạn ở rồi, thì tóm lại không có chi phải lo cả. Lo cái là chúng ta chuẩn bị tinh thần cho hăng hái để tiếp nhận những cái gì mà 20 trên 20 giảng viên sẽ trình bày 20 những cái đề tài khác nhau cho các thầy cô để mà sẵn sàng tiếp nhận. Thì đây là một cái nỗ lực rất là lớn của ban đại diện các trung tâm Việt ngữ mà hiện nay gọi là Liên hiệp các trường Việt ngữ hải ngoại đã sẽ nỗ lực làm. Và tôi nghĩ rằng với trên 20 giảng viên thì các thầy cô không cách nào có thể học hết được cả 20 giảng viên. Chúng tôi kêu gọi tất cả các thầy cô ở các trường hãy chia nhau đi, chẳng hạn 5-7 thầy cô thì chia ra mỗi thầy cô phụ trách chỉ tối đa được có 5 lớp mà thôi trong một cái kỳ học này. Thì đúng, nếu mà 6 thầy cô thì 5-6-30 chúng ta cover hết được tất cả những cái đề tài. Và sau đó về ở lại cái trường mà mình chia sẻ những cái kinh nghiệm, sự tiếp nhận của các thầy cô lại với nhau. Riêng cái 30 đề tài đó thì chúng tôi có tới 12 cái đề tài gọi là huấn luyện và 18 cái đề tài tu nghiệp. Huấn luyện là những đề tài căn bản cho các thầy cô cần phải có để mà là cái hành trang quan trọng giảng dạy tiếng Việt cho các em. Trong đó chúng tôi nêu là 5 cái quy ước căn bản về vấn đề chính tả để mà như cái chủ đề năm nay là viết hay để mà nói, viết đúng để mà nói cho nó hay. Tại sao phải viết đúng? Là bởi vì chúng ta viết cứ đúng sắc huyền hỏi ngã nặng, đúng cái vị trí của nó, phát âm chính xác cái chụp âm của nó thì chúng ta sẽ có viết đúng. Mà khi viết đúng thì chúng ta sẽ nói nó rõ ràng hơn. Cứ theo dõi cái tiếng nói của cô Vân Anh, cô nói làm sao cứ nghe như thế là cũng là áp dụng cái 5 cái mẫu từ xin lỗi, 5 cái dấu gọi là sắc huyền hỏi ngã nặng. Thì đó là chúng tôi muốn nhấn mạnh tới cho cái chủ đề ngày hôm nay. Thì mong được tất cả các thầy cô hãy đến tham dự với lại nhau và trau dồi cái sự hiểu biết với nhau để về áp dụng cho trường của mình. Dạ vâng. Thì đối với 5 cái đề tài thì tôi, thầy Hoàng, một trong những người cũng phụ trách một trong đề tài. Riêng đề tài của tôi thì nói về vấn đề viết hoa và đặc biệt vấn đề phiên âm liên quan tới cái vấn đề mà chúng ta hay dùng cái gọi là tiếng tàu, nhưng mà chúng ta lại việt hóa ra cái tiếng tàu rồi để chúng ta nói cái tiếng tàu, cái tên danh từ riêng đó bằng cái tiếng Việt Nam. Thì cái này là những cái mà chúng ta phải xét lại. Bởi vì trong lịch sử chúng ta đã thấy rồi, rất nhiều cái chữ chẳng hạn như Tập Cận Bình hay là Mao Trạch Đông, cái thứ tự chúng ta chuyển vào cái tiếng đó. Cái tiếng đó là cái tiếng của Hán và tiếng Đôm trước đây, nhưng bây giờ chúng ta đã dùng mẫu tự Latin rồi, chúng ta không cần thiết phải làm chuyện đó nữa. Tôi thí dụ như vậy để các thầy cô thấy rằng có những cái vấn đề mà chúng ta phải đến để mà tìm hiểu. Dạ vâng, thì tôi muốn nói về vấn đề mà ghi danh đó.
thì quý thầy cô có thể là vào trong cái website của chúng tôi là taviet.org. Thì vào trong đó thì quý vị thấy cái website, cái trang nhà của chúng tôi, thì quý vị vào trong cái mục là tu nghiệp sư phạm đó, thì bấm vào đó thì nó sẽ đưa quý vị vào đến cái link ghi danh. Tuy nhiên nếu mà quý vị không vào đó mà không tìm ra đó, thì quý vị có thể liên lạc thẳng với chúng tôi qua cái số điện thoại là 714-881-9294, 714-881-9294, liên lạc với chúng tôi, hoặc là text vào cái số đó, hoặc là email vào cái số đó, thì chúng tôi sẽ trả lời lại cho quý vị ngay bất cứ giờ phút nào, và chúng tôi sẽ gửi cho quý vị cái link để mà quý vị chỉ cần bấm vào cái link tôi gửi đó thì quý vị vào ngay trong cái phiếu ghi danh luôn, chứ không phải qua nhiều cái cửa khác. Và chúng tôi cũng sẽ gửi thẳng cho quý vị cái chương trình học mà như thầy Khoa vừa mới nói đó, là có 30 đề tài, và trong đó có 12 cái đề tài về huấn luyện, và có 18 cái đề tài về tu nghiệp. Thì cái hay nhất là quý vị cứ liên lạc thẳng với cái số điện thoại là 714-881-9294, thì chúng tôi sẽ trả lời cho tất cả từ bất cứ một câu hỏi nào. Cảm ơn cô. Có một cái chương trình nó đặc biệt là chúng tôi có mời ở bên Đại học Cal State Fullerton, University of Cal State Fullerton cùng tham dự với chúng tôi để trình bày về một vài cái đề tài liên quan đến vấn đề các thầy cô muốn đi vào dòng chính để giảng dạy tiếng Việt cho con em của chúng ta. Khi mà các thầy cô tốt nghiệp ở trong cái trường đại học thì cũng các thầy cô cũng sẽ trở thành những giáo viên chính thức, cũng có credential để mà có thể mà giảng dạy những cái môn khác và đồng thời dạy môn tiếng Việt nữa. Thì đây cũng là một cơ hội rất là lớn. Và khi các thầy cô tham dự những cái học như thế này đó, thì sẽ giúp có thể chúng ta sẽ có lấy được những cái credit để mà bớt được một số những cái tín chỉ trong cái chương trình giảng dạy tiếng Việt, tham gia các cái lớp học tiếng Việt. Các thầy cô mà hiện đang giảng dạy tại các cái trường học công lập của Hoa Kỳ cũng có thể tham dự cái khóa học này để có thể lấy được cái bằng tốt nghiệp, và sau đó đệ trình cái bằng đó đều cho đến cái cơ quan của cái học khu của mình để có thể được tăng lương, là bởi vì chúng ta đã có một số cái kinh nghiệm, một số những sự hiểu biết liên quan đến vấn đề trau dồi ngôn ngữ mà cái nơi trong trường chúng ta đã giảng dạy. Thì đó là những cái lợi điểm cho những các cái thầy cô sinh viên cũng như các thầy cô đang làm việc giảng dạy tại các trường công lập. Còn đối với lại các cái thầy cô mà bình thường khác thì chúng tôi rất đón nhận cái sự mà tham gia như vừa rồi cô Vân Anh có nói là của các sinh viên, của các phụ huynh và ngay cả các thầy cô mà vừa mới chập chững bước vào trong cái lĩnh vực mà giảng dạy tiếng Việt cho con em đó, hãy hăng hái tham gia. Sự tham gia của quý vị tưởng là nó khó khăn, nhưng mà thực sự nó chỉ là một bước mà thôi. Khi mà quý vị bước chân vào, quý vị sẽ thấy đấy, tất cả những cái công việc làm đó không phải lẻ loi một mình của chúng ta không, mà có cả hàng trăm những thầy cô ở những các nơi về chia sẻ kinh nghiệm với chúng ta, và chúng ta cảm thấy không có lẻ loi. Chúng ta nghĩ đâu, nếu thực sự ta phải nói tiếng Việt, nếu chúng ta không gìn giữ thì cái gọi là Việt News TV của cô Vân Anh cũng sẽ gặp khó khăn. Thành ra tiếng Việt nó rất là quan trọng, bởi vì tiếng Việt nó sẽ nuôi dưỡng cái tâm hồn, cái văn hóa của chính chúng ta và trao truyền những cái đó lại cho con em của chúng ta. Mà tôi biết á, những cái tài liệu cho thấy rằng nếu con em của chúng ta mà biết cái ngôn ngữ chính, ngôn ngữ gốc của mình thì các em sẽ cảm sống hạnh phúc hơn. Các em cảm thấy là có cái niềm hãnh diện hơn khi mà sống, chứ không biết lẻ loi, không biết mình là cái người gì, mình là gốc từ đâu. Thì cái đó là một cái căn bản, không phải chỉ cho cá nhân của chúng ta mà thực sự giúp cho con em của chúng ta rất 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 nhiều nữa. Thì chúng tôi cũng kêu gọi mong các thầy cô đến để mà tham dự cái khóa học năm nay, tức là diễn ra 3 ngày. Thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật ngày 10, 12, 13 và 14 của tháng 8 này. Và nhân đây thì chúng tôi cũng xin phép lợi dụng cái phần này một chút xíu. Nó cũng liên quan đến các trung tâm Việt ngữ, liên quan đến cái khóa tu sư phạm, là cái cuối tuần tới đó, tức là ngày 30 tháng 7, 2022, trên hệ thống truyền hình SBTN chúng tôi có tổ chức một cái buổi ra mắt sách để mà giới thiệu ba cái gọi là bộ sách quan trọng của cái vấn đề giáo dục. Thứ nhất là sách giáo khoa Việt ngữ của ban đại diện các trung tâm Việt ngữ biên soạn gồm có 8 cuốn. Cái thứ hai là bộ Việt sử bằng tranh của thầy Bùi Văn Bảo. Giáo sư Bùi Văn Bảo đã dành lại cho ban đại diện các trung tâm Việt ngữ hiệu đính và tái phát hành lại. Thì đây là nói về cái lịch sử của Việt Nam của chúng ta.
bằng cả hai ngôn ngữ Việt Nam và tiếng Anh. Đây là một cái bộ sử cũng rất là quan trọng trong 50 cuốn đầu mà gọi là sách biên soạn màu rất là đẹp, thì mong quý thính giả cũng sẽ đến dự. Ngoài ra, chúng tôi cũng sẽ tái giới thiệu lại quý vị chọn bộ ba cuốn gọi là sổ tay chính tả, mà cái đây cũng như là một cái sách gối đầu giường cho các thầy cô mà giảng dạy tiếng Việt vậy đó, để biết sắc huyền hỏi ngã nặng nó nằm ở vị trí nào và dùng chữ nào cho nó đúng. Thì đây là ba cái sổ sách sẽ được diễn ra vào 30 tháng 7 2022 từ 1:30 đến 4:30 trên SBTN. Nếu quý thính giả nào mà có dùng được cái hệ thống TV SBTN tham dự với chúng tôi từ 1:30 đến 4:30 ngày 30 tháng 7 này. Và ngoài ra thì nếu quý khán giả nào mà muốn tham dự khóa tu nghiệp sư phạm năm nay, ngoài cái số phone mà thầy Hoàng gửi ra, thì chúng tôi xin được mạn phép đưa cái số phone của tôi luôn, 714-878-7409, 714-878-7409, để liên lạc với chúng tôi. Khi cần, chúng tôi sẽ sẵn sàng tiếp tay với quý thầy cô để chia sẻ những tin tức cần thiết. Đó là những cái suy nghĩ của chúng tôi hôm nay ạ. Xin cảm ơn cô Vân Anh. Được biết là ngoài khóa huấn luyện và tu nghiệp sư phạm, các thầy cũng tổ chức những cái sinh hoạt cộng đồng hàng năm có lợi ích cho xã hội. Thầy Hoàng có thể thêm chi tiết cái đó được mà. Dạ thưa Vân, ngoài cái công việc mà chúng tôi tổ chức cái khóa tu nghiệp sư phạm đó, thì những cái năm trước mà chưa có cái COVID đó, thì chúng tôi có một cái nhóm người về handicap, tất cả những người đã khoảng chừng 450 người, thì chúng tôi hàng năm chúng tôi tổ chức Tết Trung Thu cho tất cả những cái vị đó ở một cái địa điểm riêng, không có nó gần chỗ cái văn phòng mà của chúng tôi sử dụng đó, thì chúng tôi có một cái quạt rất là lớn, thành thế đây chúng tôi quy tụ tất cả những cái anh chị em mà thiếu may mắn đó trở về đó, thì chúng tôi tổ chức cũng có mua lân, rồi chúng tôi cũng có chúng tôi đem thức ăn tới mà chúng tôi cho tất cả mọi người khoảng chừng 450 người về đó, thì chúng tôi cho ăn thức ăn Việt Nam, làm đồ ăn Việt Nam cho họ ăn rất là vui. Rồi ngoài ra thì chúng tôi còn có tổ chức thi viết chính tả cho tất cả các em ở trong cộng đồng vào một cái khoảng đầu tháng giêng của mỗi năm, thì sau khi có kết quả thì tôi sẽ phát cái giải thưởng ở trong cái hội chợ Tết sinh viên. Thì cũng trong cái hội chợ Tết sinh viên đó thì chúng tôi có tổ chức một cái buổi thi về đối xử để học, để cho bất cứ người nào, bất cứ các em nào mà có, không cần phải ghi danh trước mà cứ đi vào đó mà gặp đó thì cũng vô đó ghi danh luôn và thi luôn. Thì chúng tôi sẽ tổ chức một cái cuộc đối xử về Việt Nam để cho các em cảm thấy vui thích để mà học sử, và nếu mà các em có biết về sử Việt Nam thì các em mới thích, mới vui, mới quý mến của quê hương của mình. Đó là những cái sinh hoạt mà chúng tôi thường tổ chức hàng năm đó thưa cô. Lời cuối dành cho thầy Hoàng và thầy Khoa đến quý vị khán thính giả. Dạ. Dạ vâng, thì một lần nữa cảm ơn cô Vân Anh và quý khán thính giả của Đài Việt News TV đã lắng nghe chúng tôi. Tôi kêu gọi tất cả các thầy cô, các bạn là sinh viên, các phụ huynh nên tham gia cái khóa tu nghiệp sư phạm này để tìm hiểu. Chúng tôi có rất nhiều đề tài mà quý vị, tôi chắc chắn là quý vị chưa bao giờ biết cả, trường hợp như cái đề tài mà tìm hiểu nguồn gốc Đông Nam Á của từ ngữ tiếng Việt. Mình phải biết cái nguồn gốc nó từ chỗ nào. Nếu quý vị đến với chúng tôi để mà ghi danh, và có nhiều cái đề tài khác nữa để mà ghi danh, để mà tham dự, để học hỏi thêm. Chúng tôi kêu gọi các thầy cô nên ghi danh thật đông. Cảm ơn tất cả quý vị. Chúng tôi cũng xin được cùng với thầy Hoàng xin được cảm ơn cô Vân Anh của Đài Việt News TV ở vùng San Diego, và xin được kêu gọi tất cả các thầy cô, các phụ huynh học sinh, quý vị lớn tuổi cũng như các bạn trẻ, đặc biệt các bạn ở bên gọi là các hướng đạo, rồi ở bên các cái gia đình Phật tử, rồi thiếu nhi thánh thể, rồi tất cả những sinh hoạt gọi là tôn giáo khác,
Bởi vì chúng ta thấy đã suốt 30-40 năm qua, nếu mà không có sự tiếp tay của các thầy, các sư ở những các chùa, không có sự tiếp tay của các cha, các linh mục ở những các cái nhà thờ, thì tôi nghĩ rằng cái phong trào tiếng Việt nó không có mạnh mẽ như hôm nay. Và không mạnh mẽ được như thế này thì không cách gì mà chúng ta có thể đưa tiếng Việt vào trong hệ thống giáo dục của Hoa Kỳ được. Đó là một cái nỗ lực rất là lớn, một cách âm thầm của tất cả những vị lãnh đạo tinh thần. Thì qua cái buổi nói chuyện này, mà nếu quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo mà nghe được chúng tôi trình bày ở đây, thì xin được khuyến khích tất cả những cái sinh hoạt đoàn thể ở trong cái khu vực của mình trách nhiệm để khuyến khích các thầy, các cô và những bạn trẻ cùng tham dự với chúng tôi. Thì đó là một cái, chỉ một cái lời nói của các vị lãnh đạo tinh thần cũng đã có một cái tác dụng rất là mạnh mẽ và sẽ thúc đẩy cho các thầy cô đến với chúng tôi. Và khi đến với chúng tôi bảo đảm các thầy cô rằng 80-90% là các thầy cô sẽ hài lòng, và 80-90% các thầy cô sẽ thấy cái giá trị của cái ngôn ngữ tiếng Việt, giá trị của cái văn hóa mà chúng ta không cách nào chúng ta bỏ được, mà chúng ta giữ được thì chúng ta sẽ có hạnh phúc cho chính chúng ta và cho con em của chúng ta. Một lần nữa xin được cảm ơn các Vân Anh, xin được tạm biệt và hẹn gặp quý thính giả vào ngày 12, 13 và 14 của tháng 8 2022 tại Coastlands Community College, vùng miền Nam California, và chúng tôi sẽ hân hoan tiếp đón quý vị và bảo đảm quý vị là có nơi ăn ở thoải mái và học được rất rất những cái nhiều mà có lẽ quý vị cũng không có ngờ đến. Xin được tạm biệt ạ. Vâng, cảm ơn thầy Vũ Hoàng và thầy Nguyễn Văn Khoa rất là nhiều. Xin hẹn gặp hai thầy cũng như các thầy cô trong khóa huấn luyện và tốt nghiệp sư phạm năm 2022 sắp tới tại Coastline Community College. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn, và xin thân ái chào tạm biệt.